4. Quyền diệu là được thấy hiện thiên nhãn. Vào thời tiền khai đạo, ông Ngô Văn Chiêu là người được Đức Chí Tôn thâu nhận làm đệ tử đầu tiên. Tuy ngài chịu làm đệ tử của tiên ông chớ chưa lập ngôi thờ, vì không biết phải thờ làm sao. Một bữa kia, tiên ông dạy ngài phải tạo ra một cái dấu hiệu gì riêng để thờ. Ngài bèn chọn chữ thập. Tiên ông nói chữ thập cũng được, song đó là dấu hiệu riêng của một nền đạo đã có sẵn rồi. Đó là dấu thập tự giá của Công giáo. Phải suy nghĩ mà tầm cho ra một dấu hiệu khác hơn. Có tiên ông giúp sức, ngài xin quẩn lại để có ngày giờ suy ngẫm. Mãn tuần ngài tầm cũng chưa ra. Thế rồi một hôm vào ngày 13 tháng 3 năm Tân Dậu dương lịch 20 tháng 4 1921, lúc 8 giờ sáng, ngài đang ngồi trên chiếc võng ở mái hiên sau dinh quận Phú Quốc, suy nghĩ vẩn vơ. Bỗng ngài thấy xuất hiện một con mắt thật lớn, hào quang chiếu diệu cách chỗ ngài ngồi chừng dài ba thước. Ngài lấy làm sợ hãi hết sức, lấy hai tay đậy mắt lại không dám nhìn. Nửa phút đồng hồ ngài mở mắt ra thì cũng còn thấy con mắt ấy, mà lại càng chói hơn. Ngài bèn chắp tay vái rằng: Bạch tiên ông, đệ tử rõ biết cái quyền diệu của tiên ông rồi. Đệ tử xin tiên ông đừng làm vậy, đệ tử sợ lắm. Như phải tiên ông bảo thờ con mắt thì xin cho biến mất tức thì. Vái xong, con mắt lưu dần rồi biến mất. Như vậy mà ngài cũng chưa thiệt tin, nên chưa tạo thiên nhãn mà thờ. Vào tháng Giêng năm Giáp Tý 1924, khi ngài Ngô Văn Chiêu đứng tại dinh cậu ở Phú Quốc nhìn ra biển khơi lúc mặt trời sắp lặn, ngài bỗng thấy thiên nhãn hiện ra rực rỡ hào quang, sắp theo một sổ dọc thẳng đứng và mặt biển là một đường nằm ngang. Sau khi thấy thiên nhãn hiện lần hai, ngài cầu cơ hỏi cách thờ phượng thì tiên ông dạy vẽ con mắt theo như ngài đã thấy mà thờ, và dạy ngài phải kêu tiên ông bằng thầy mà thôi. Tất nhiên Đức Cao Đài tiên ông xưng danh Đức ngài tại Quan Âm tự là Cao Đài tiên ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Từ đó ông Ngô Văn Chiêu chính thức là đệ tử đầu tiên của Đức Cao Đài tiên ông. Đến ngày 29 tháng 6 Giáp Tý dương lịch 30 tháng 7 1924, Đốc phủ Ngô Văn Chiêu được chánh quyền Pháp đổi về cho làm việc ở Sài Gòn. Ngài cũng đem thiên nhãn về Sài Gòn để thờ nơi nhà ngài cư ngụ. Nay biểu tượng thờ con mắt trời là thánh tượng thiên nhãn thầy của nền Tân Tôn giáo, tức là Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, cũng khởi nguyên từ đây. Mặt khác, vào giữa năm 1925, Đức Chí Tôn độ được nhóm công chức xây bàn ở Sài Gòn, gồm quý ông Cao Huỳnh Diêu, Cao Huỳnh Cư, Phạm Công Tắc, Cao Hoài Sang, và kế đó độ thêm ngài Lê Văn Trung. Đức Chí Tôn bảo quý vị này vẽ hình thiên nhãn để thờ Đức Chí Tôn, lúc đó là đầu năm 1926. Quý ông rất phân vân, không biết vẽ thế nào, vì biểu tượng thiên nhãn thật vô cùng mới lạ. Từ trước tới giờ, người Việt Nam chỉ biết thờ tượng Phật, tượng Thánh, tượng Thần, chớ chưa hề biết thờ thiên nhãn.
Đức Chí Tôn giáng cơ dạy quý ông đến nhà của đốc phủ Ngô Văn Chiêu để ông Chiêu chỉ cho cách thờ và dặn mang đại ngọc cơ theo để Chí Tôn giáng cơ dạy. Thế là do lệnh dạy của Đức Chí Tôn, quý ông tìm đến nhà ông Ngô Văn Chiêu, được ông Chiêu hướng dẫn cách thờ phượng Đức Chí Tôn bằng biểu tượng thiên nhãn với đầy đủ chi tiết. Sau đó quý ông phò loan cầu Đức Chí Tôn giáng dạy, quý ông hợp tác với ông Ngô Văn Chiêu để chuẩn bị khai đạo, nhận ông Chiêu là anh cả. 5. Ý nghĩa thờ thiên nhãn. Một nhỏ về hình thể. Tiên Nho thường nói hoàng thiên hữu nhãn, hay trong dân gian cũng thường nói trời cao có mắt, để chỉ rằng ông trời, tức là đấng thượng đế, nhìn thấy rõ tất cả những hành vi thiện ác của khắp chúng sanh, dầu bộc lộ ra ngoài hay còn kín đáo bên trong, mắt trời đều thấy rõ hết thảy, để khen thưởng hay xử phạt một cách công bình theo luật của thiên điều phân định. Do đó trong kinh Ngọc Hoàng có câu: càng kiện cao minh, vạn loại thiện ác tất kiến. Nghĩa là ngôi càn hay kiền là ngôi thượng đế thật mạnh mẽ, cao dọi, sáng tỏ. Ác hẳn, trời đã thấy rõ điều thiện và điều ác của muôn loài vạn vật. Thờ thánh tượng thiên nhãn với con mắt mở ra để chúng ta luôn nhớ rằng bất cứ ta làm điều gì, trời đều thấy rõ, không thể giấu giếm. Cũng không điều gì ta có thể cãi chối được. Đức Chí Tôn dạy: tại sao thầy lại biểu các con tạo hình thiên nhãn mà thờ, không dạy thờ hình tượng như các tôn giáo khác? Thầy vốn là hư vô chi khí, không giống cái chi hết, các con chớ tạo hình thầy mà thờ. Trời là lý, thì lý ấy rất thông linh bao quát càn khôn thế giới. Thầy đâu phải có xác phàm như các con mà tạo hình thể như các con, nên chi thờ thiên nhãn là thờ thầy. 2. Ý nghĩa thiêng liêng. Thờ thiên nhãn bao gồm nhiều ý nghĩa siêu việt. Do lời thánh giáo của Đức Chí Tôn từ buổi mới khai đạo, thờ thiên nhãn là chỉ nghĩa nhất điểm linh quan của tạo hóa. Bởi thiên nhãn thuộc về thần, thần cư tại nhãn, tất nhiên thần trụ ở mắt. Mắt chỉ về tâm, tâm thuộc quả, quả thuộc dương, dương ấy là mặt nhật, mặt nhật là thanh khí, thanh khí là trời. Có câu thanh thượng phù giả vi thiên, nghĩa là phần thanh nổi lên làm trời. Con người biết tôn sùng trời thì phải biết kính trọng thần lương tâm. Bởi khi cái tâm, tức là khi trời, mà trời thì không thể khi thị được. Có câu khi kỳ tâm tất thị khi thiên, thiên bất khả thi hồ. Thiên nhãn là hình tướng của lương tâm. Nay người môn đệ của đấng cao đài, nhà nhà đều có thờ thiên nhãn thầy để sùng bái hàng ngày và cũng để xét mình. Thiên nhãn là hình tướng của lương tâm toàn thể, làm nền móng cho cao đài, nghĩa là đền thờ cao trọng hay là đức tin lớn của Đức Chí Tôn tại thế giới hữu hình này. Ba nhỏ, truy nguyên về nguồn cội trên thế giới, biết về thiên nhãn. Ở nước Ai Cập, trong thần thoại cổ Ai Cập, thiên nhãn được gọi là mắt của thần Osiris, mắt của mặt trăng
hay mắt của thần ra. Horus là thiên thần của Ai Cập cổ đại, hóa thân là chim ưng. Mắt phải chim ưng là mắt của thần Horus, cũng được xem là tượng trưng cho mặt trời. Mắt trái tượng trưng cho mặt trăng. Và thần Teuti, người cổ đại tin rằng biểu tượng bất diệt này sẽ hỗ trợ việc tái kiếp. Vì thế, người ta đã tìm thấy biểu tượng này dưới lớp giải liệm thứ 12 của xác ướp vua Tutankhamun. Ở nước Đức, biểu tượng thiên nhãn cũng được tìm thấy ở nhà thờ Aachen, miền Tây nước Đức. Nhà thờ này đã được UNESCO xếp vào di sản thế giới. Đây là một nhà thờ Công giáo La Mã cổ xưa nhất ở Bắc Âu, từ năm 936 đến năm 1531. Nhà thờ là nơi làm lễ đăng quang cho 30 vị vua và 12 hoàng hậu nước Đức. Đây cũng là nơi còn giữ những di vật thiêng liêng của mẹ đồng trinh Maria, Chúa Giêsu và Thánh John the Baptist. Ở nước Mỹ, tại nước Mỹ, Hoa Kỳ, vào năm 1776, Đức Thượng Đế đã khai khiếu cho ba vị lãnh đạo nước Mỹ là ông Thomas Jefferson, ông Benjamin Franklin và ông John Adams được chỉ định để soạn thảo tờ giấy bạc $1. Sau 6 năm nghiên cứu với sự cố gắng tột bậc của ông William Barton và ông Charles Thomson mới hoàn thành phía lưng của giấy bạc $1 trình lên Quốc hội ngày 20 tháng 6 1782 thông qua một nghị quyết chấp thuận thiết kế cuối cùng phía lưng của tờ giấy bạc $1 có hình kim tự tháp, con mắt, một cái cân và một cái chìa khóa. Bên phía lưng của tờ giấy bạc $1, con mắt trực tiếp bên trên kim tự tháp là con mắt của Thượng Đế. Các tiền nhân sáng lập nước Hoa Kỳ có nguồn gốc tôn thờ Đức Thượng Đế từ năm 1782, và sự tiến triển của nước Mỹ luôn luôn phải được sự phù hộ của Đức Thượng Đế. Cái cân tượng trưng cho công lý, chìa khóa lược trình cho quyền uy của quốc gia. Thiết nghĩ nước Hoa Kỳ đã lập quốc 225 năm rồi, 1776, còn đạo Cao Đài mới được khai sáng tại Việt Nam vào năm 1926, tức là mới có 85 năm, 2010. Nhưng sự thờ phượng thiên nhãn của đạo Cao Đài, tức Ngọc Hoàng Thượng Đế và Cân Công Bình, cùng chìa khóa mở cửa Bạch Ngọc Kinh của tôn giáo Cao Đài không thể là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Với con mắt Thượng Đế, cân công lý và chìa khóa của bên lưng giấy bạc $1 của Mỹ mà người tín hữu Cao Đài có thể hiểu rằng Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế Cao Đài đã mặc khải cho dân tộc Mỹ biết trước về con mắt để thờ Thượng Đế, cũng như ngài Ngô Văn Chiêu được Đức Thượng Đế mặc khải cho thấy con mắt tại đảo Phú Quốc vào năm 1925 để thể hiện thờ thiên nhãn là thờ thầy vậy. Như thế đã rõ biết Đức Chí Tôn đã chỉ định cho Đức Khổng Tử và Lão Tử đến khai sáng nền đạo tại Trung Quốc trước kia. Còn ở Mỹ,
thì Đức Chí Tôn mặc khải cho dân tộc Hoa Kỳ tôn kính thờ Thượng Đế từ năm 1776 rồi. Đức Hộ Pháp nhắc lại sau cuộc Đức Chí Tôn hành pháp tại Kim Biên, Đức Chí Tôn nói với Bần Đạo rằng một ngày kia Trung Hoa sẽ thờ phụng đạo Đáo Để, còn nước Mỹ sẽ lãnh trách nhiệm đi truyền giáo toàn cầu. Còn như chọn nước Việt Nam để khai sáng nền đạo Cao Đài là Đức Thượng Đế đã thông cảm lòng trung hiếu thờ phượng ông bà cha mẹ của dân tộc Việt Nam mãi mãi lưu truyền, cũng như đức tin tôn kính thờ phượng trời Phật của dân tộc Việt Nam hết sức tốt đẹp. Bất luận tôn giáo nào du nhập vào Việt Nam đều được dân tộc Việt Nam tôn kính phụng thờ. Vì thế Đức Thượng Đế xót thương đệ tử mới đến quần khai đại đạo Tam Kỳ phổ độ trên đất nước Việt Nam vào năm 1926. Còn bị lệ thuộc Pháp mà Đức Ngài đã đến với lời hứa vô cùng sâu sắc: Thầy sẽ dùng quyền diệu thiêng liêng vô tận vô biên để giải ích nô lệ cho dân tộc Việt Nam. Một vinh diệu lớn lao cho dân tộc Việt Nam là được nắm chủ quyền tôn giáo Cao Đài để thực hiện sự thương yêu và công bình cho toàn cả nhân loại. Năm 1782, Thiên Nhãn được chọn là một phần trong biểu tượng khắc trên quốc ấn, con dấu quốc gia của Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ. Người ta cho rằng Thiên Nhãn là đề nghị của Via Ocean du Cimetiel, nhà tư vấn nghệ thuật cho các tiểu bang thiết kế quốc ấn. Trên quốc ấn, Thiên Nhãn được vẽ phía trên một kim tự tháp có 13 bậc, tượng trưng cho 13 tiểu bang đầu tiên của Mỹ. Toàn bộ biểu tượng ngụ ý Thiên Nhãn hay Thượng Đế ban ân huệ cho một nước Mỹ thịnh vượng. Ngoài ra, Thiên Nhãn còn được nhìn thấy khắc trên con dấu của tiểu bang Colorado, đặc biệt là trên mặt sau của tờ giấy bạc $1 của Mỹ có các biểu tượng này. Chính sự việc làm cho nhiều người biết Thiên Nhãn bởi vì một đồng đô la của Mỹ rất phổ biến trên thế giới. Đại ân của Hiệp chủng quốc. Trên giấy một đồng Mỹ kim là con dấu duy nhất có hai mặt. Nó là kết quả của sự cố gắng tỉ mỉ của nhiều nhân vật từ 1776 đến năm 1782. Trong đó có Benjamin Franklin, Tổng thống Thomas Jefferson và John Adams. Bề mặt của con dấu cho thấy có con ó chọc đầu ngậm trong miệng một biểu ngữ có hàng chữ Latin Epli Ribis Unum, có nghĩa là từ cái nhiều ra cái duy nhất. Trùng hợp thay, một trong những nguyên lý căn bản của đạo Cao Đài là vạn thù quy nhất bổn, cũng cùng một nghĩa như trên. Điều này chứng tỏ sự đồng nhất vạn vật. Chúng ta tuy thấy nhiều nhưng chung quy có một. Con ó được chọn lựa là vì con ó là một trong những huy hiệu của Ai Cập. Vì Ai Cập xưa kia là nước dẫn đầu về huy hiệu. Con ó tượng trưng cho sức mạnh tối cao của quốc gia. Trên đầu con ó có một vần hào quang biểu thị rằng phần tâm linh ở trên phần vật chất.
Trong dần hào quang có 13 ngôi sao, tượng trưng 13 tiểu bang đầu tiên của Hoa Kỳ. Đầu con ó tượng trưng cho cơ quan hành pháp. Trước ngực con ó là một cái khiên, cái mộc, với 13 đường sọc. Phần trên cái khiên màu xanh tượng trưng cho cơ quan lập pháp. Chính cái lông đuôi là cơ quan tư pháp. Cái sọc trắng và đỏ của cái khiên là ý nghĩa đầu tiên của một hiệp chủng quốc. Theo phong tục Trung Đông, nhành ô liu với 13 lá là 13 tiểu bang. Và các hạt trong chân mặt của con ó tượng trưng cho hòa bình. Bên chân trái là 13 mũi tên tượng trưng cho chiến tranh, lấy từ phong tục của người Mỹ bổn xứ, người da đỏ. Đầu ó ngó qua nhành ô liu bên phải gợi sự mong muốn hòa bình. Bên trái của con dấu có kim tự tháp, không đỉnh và thiên nhãn. Kim tự tháp đã được chọn để nhớ lại nền văn minh cực thịnh trong lịch sử Ai Cập. Kim tự tháp không đỉnh nói lên sức mạnh vật chất của một quốc gia luôn luôn xây dựng và tiến triển không ngừng. Thiên nhãn trên kim tự tháp tượng trưng cho đấng thượng đế soi sáng cả muôn vật, và cũng chỉ sức mạnh tâm linh luôn luôn ở trên sức mạnh vật chất. Ý nghĩa hàng chữ trên. Anycoeptic có nghĩa là ơn trên hòa hộ chúng ta. Novus Ordo Seclorum hàng dưới có nghĩa là một kỷ nguyên mới trong nghìn năm. Bắt đầu từ năm 1776, dưới chân của kim tự tháp số 1776 được viết bằng số La Mã. MHCCLXXV1. Sự trùng hợp của biểu tượng và tư tưởng trên thấy rằng muôn vật trên thế gian này dù muôn phần khác biệt nhưng lúc nào cũng có nhiều điểm giống nhau, hay nói cách khác là dạng thù quy nhất bổn. Kim tự tháp là tháp hình chữ kim. Bốn nhỏ. Thiên nhãn trong thời gian gần đây. Trong khoảng thời gian gần đây, người ta cũng đã sử dụng thiên nhãn trong nhiều lĩnh vực, ví dụ như văn học, khoa học, thiên văn học, điện ảnh, tài chính, vân vân. Biểu tượng trong đạo Cao Đài. Hiện nay đạo Cao Đài dùng thiên nhãn làm biểu tượng chính thay cho hình ảnh thượng đế tại trần gian. Tuy nhiên trong đạo Cao Đài, thiên nhãn có nhiều ý nghĩa đặc trưng về tôn giáo. Mắt là chủ tâm thức và ý thức, hai ánh sáng có quyền tối cao. Ánh sáng là thần, thần là trời, trời là ta. Biểu tượng của trí huệ. Theo đạo Cao Đài, thiên nhãn không thể hiểu đơn giản theo nghĩa đen là mắt trời, bởi vì thượng đế không có hình thể vật chất. Theo nguyên lý thể pháp và bí pháp của đạo Cao Đài, có thể suy ra hai cách để hiểu biểu tượng thiên nhãn. Thứ nhất là hiểu bằng kiến thức. Hiểu bằng kiến thức là nhìn sự vật, hình ảnh hoặc văn tự vân vân, rồi so sánh với kho dữ liệu của bộ não để phân tích, chọn lọc hoặc phê phán,
hay nói nôm na là nhìn bằng hai mắt, nghĩa là khi nhìn sự vật luôn luôn dựa vào tối thiểu là hai yếu tố đúng hoặc sai, có hoặc không. Đây là cách hiểu thông thường của con người từ thời nguyên thủy. Cách hiểu này giúp phát triển văn minh vật chất rất nhanh chóng và đã đem lại cho nhân loại nền văn minh vật chất siêu việt như ngày nay. Tuy nhiên, hiểu sự vật không thông qua kho chứa các kinh nghiệm lâu đời không giải quyết được các vấn đề tâm thức. Ngoài ra, cách này lại tùy thuộc vào trình độ văn hóa hoặc số kinh nghiệm thu thập được của bản thân mỗi người. Những bộ óc siêu việt nguyên bác sẽ hiểu biết khác nhau với những người bình thường. Hậu quả dẫn đến sự phân hóa trong nhân loại. Chính vì thế, loài người dù tiến bộ rất cao trong lĩnh vực vật chất, nhưng văn minh tinh thần vẫn chưa tiến bộ bao nhiêu. Sự tàn ác nhẫn tâm, tranh giành thù hận vẫn có mức độ như mấy ngàn năm trước, thậm chí tinh vi khó nhận ra hơn. Cho đến ngày nay, con người vẫn chưa tạo được một thế giới thanh bình, thịnh vượng và đầy tình thương yêu. Cách thứ hai là hiểu thiên nhãn bằng trí huệ. Hiểu bằng trí huệ là một hành vi cực kỳ khó khăn, bởi vì hành vi này không cần sự hiện diện của kiến thức bất kể loại nào. Trí huệ đưa tâm trí trực tiếp vào giữa sự vật không thông qua quá trình phân tích, chọn lọc và phê phán. Nói một cách hình tượng là nhìn bằng một mắt, nghĩa là khi quan sát thì người quan sát cùng vật bị quan sát là một. Vì thế, khi nhìn bằng trí huệ, con người mới hiểu được biểu tượng thiên nhãn toàn diện. Đây là cánh cổng mở vào một thế giới khác, một thế giới thanh bình thực sự mà người ta vẫn gọi là thiên đàng hay cực lạc thế giới. Biểu tượng của đại đồng. Ngoài ra, thiên nhãn còn là biểu tượng của đại đồng. Trên thế giới ngày nay, quốc gia nào sống cô lập thì sẽ phải đối mặt với nguy cơ lạc hậu. Càng ngày càng có nhiều quốc gia muốn bắt tay nhau hợp tác trong mọi lĩnh vực. Và như thế, những va chạm về văn hóa, phong tục, tư tưởng cũng tăng lên. Phải có cách giải quyết để các quan hệ hợp tác không biến thành đối đầu. Trong hoàn cảnh như thế, thì biểu tượng thiên nhãn của đạo Cao Đài chính là một đề nghị có ích. Biểu tượng thiên nhãn ngụ một ý nghĩa là thống nhất, nhưng không phải dùng mọi cách áp đặt quan điểm thống nhất lên người khác, bởi như thế là thống trị, làm mất đi tự do của người khác rồi. Nếu trong tất cả các mối quan hệ ai cũng có quan niệm mọi tôn giáo là một, mọi dân tộc là một, mọi hệ tư tưởng là một, thì sẽ tránh được ngộ nhận hiềm khích và thế giới sẽ trở thành một nơi tốt đẹp hơn nhiều. Bởi chủ nghĩa và giáo lý của đạo Cao Đài là đại đồng, quy nguyên tam giáo, phục nhất ngũ chi. Thu thập tất cả những bài học của các tôn giáo đã ra đời từ trước đến giờ, gom về một mối trở lại nguồn gốc. Nhất là thờ đấng chúa tể càn khôn vũ trụ, tức là chủ trương của đấng cha lành đã hóa sanh muôn loài vạn vật, và tôn kính tất cả các vị giáo chủ đã lãnh lệnh Đức Chí Tôn và Ngọc Hư Cung giáng trần dạy đạo ngang hàng nhau, như những vị tôn sư đến làm thầy của nhân loại. Chủ nghĩa của Cao Đài là đại đồng, đi từ đại đồng nhân chủng
đại đồng tôn giáo, đại đồng xã hội như Đức Chí Tôn đã hứa. Que l'humanité soit une comme classe, une comme religion, une comme pensée. Kinh thuyết pháp có câu: muốn cho thiên hạ đại đồng, lấy câu cứu khổ dụ lòng thương sanh. Năm nhỏ, phương pháp tu tập của tín đồ Cao Đài. Đạo Cao Đài là một tôn giáo nên không đề ra những biện pháp dựa trên sức mạnh vật chất. Đức Cao Đài Thượng Đế dạy rằng muốn tạo ra một thế giới đại đồng phải bắt đầu tu sửa bản thân và thuyết phục giúp mọi người xung quanh cùng làm như thế. Tuy nhiên, kết quả sẽ không hoàn toàn phụ thuộc vào con người. Theo nguyên tắc hiệp thiên của Cao Đài, con người hiệp với Thượng Đế. Con người cứ làm điều thiện vô điều kiện, kết quả còn lại sẽ do Thượng Đế quyết định. Biểu tượng Thiên Nhãn Thầy còn ngụ ý một phương pháp tu tập của tín đồ Cao Đài. Con người được cho là tổng hợp của ba thành phần có tác động hỗ tương: thể xác, trí não và linh hồn. Ý chí con người chỉ có thể hoạt động trong phạm vi tinh thần. Từ khu vực này, mỗi cá nhân sẽ thông qua ý thức để tác động vào các hành vi của thể xác. Ý thức con người luôn luôn phân hai, đúng hoặc sai. Và đó vừa là phương tiện sinh tồn, vừa là thảm kịch của nhân loại. Nếu điều chỉnh cho ý thức đạt được trạng thái không phân hai nữa mà hiệp lại làm một, thì mọi hành vi của thể xác sẽ phù hợp những nguyên tắc đạo đức của Thượng Đế và ba thành phần: thể xác, trí não và linh hồn sẽ hợp nhất. Đây là trạng thái mà các tín đồ Cao Đài gọi là hiệp thiên, nghĩa là hợp nhất với Thượng Đế, hay thầy là các con là thầy, cũng là hiệp tam bửu tinh khí thần. Trong trạng thái này, con người không nhìn sự vật bằng nhục nhãn mà nhìn bằng thiên nhãn. Tóm lại, thiên nhãn vừa là phương tiện cũng vừa là cứu cánh của người tu theo đạo Cao Đài. Diễn văn của Đức Hộ Pháp đọc tại Đền Thánh ngày 15 tháng 8 Quý Dậu 1933. Ta thử so ta cùng điểu thú thì thấy điều ấy rõ ràng. Vạn vật cũng có tánh linh, nhưng mà ít hơn vì điểm linh quang rất nhỏ hơn mình. Cơ tạo lại dụng phép linh này đặng định phân hạng phẩm của chúng sanh. Cả những chất linh ấy tổng hợp lại gọi là vạn linh sanh chúng. Nhờ tánh linh ấy mà chân linh mới soi đặng tận nơi tối tâm, thấy đặng sự mắt phàm không thể thấy, vân vân.